Hello, xin chào các bạn đã đến với channel game của tôi. Thì hôm nay là chúng ta sẽ tiếp tục chơi Cyberpunk 2077 nha các bạn ơi. Hôm nay thì mình thấy trong tài khoản của mình là có 25.824 đô. Thì mình nghĩ là nó đã đủ để mua một cái súng mới. Bây giờ mình sẽ ghé cửa hàng súng, mình sẽ mua một cây súng sniper. Ủa, không phải sniper mà rifle nha. Có bán gì không? Đem ra coi coi coi. Này, nó bán súng nào đây ta? Nó ở đây nó bán một cái súng rifle này nè. Ủa, đây là súng rifle. Thì các bạn biết là súng rifle thì nó có cái đặc điểm chung đó là bắn xạ đạn rất là nhanh. Nhưng mà mỗi viên đạn nó sát thương rất là nhỏ, nhưng mà nhờ xạ đạn nhanh đó cho nên là cũng là đấu được với mấy kẻ thù mà dạng nhanh đó. Thì giờ mình sẽ mua cái súng súng này các bạn. Ok, mua cái súng này nha. Rồi mình coi lại những cái súng nào mà mình không cần thiết đó. Mình sẽ bán lại cho nó đi. Cái súng này nè. Bán luôn, bán luôn. Bán súng hết đi. Chừng nào mình đủ cấp đó, thì mình sẽ mua lại hoặc là chế tạo lại không sao hết. Súng này thì mình chưa có đủ cấp để chơi. Đấy, súng này tô đỏ đỏ là chưa chơi được. Ok. Bán súng này cho nó luôn. Rồi còn vũ khí gì, dao gì bán luôn đi. Chưa có xài được nè, áo quần gì bán luôn đi. Chưa xài được tao bán hết đi. Ok bán đi. Thôi được rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ Hey, this ain't mình sẽ coi cái súng mình mới mua nó như thế nào. Bây giờ đây nè, cái súng này mình mới mua nè các bạn. Thì giờ mình sẽ trang bị thay thế cho cái súng sniper nha, súng trường nha. Đó. Bây giờ là mình đã có được súng shotgun nè. Shotgun này cũng tự động ngắm nha. Súng thông minh nha, kiểu súng thông minh đó. Mình nói súng thông minh tức là nó tự nhắm vào mục tiêu hết á. Còn cái súng súng trường này thì mình phải nhắm xa. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi thử súng nha các bạn. Bây giờ chúng ta coi trên bản đồ nó có cái đây nè, đây có nhiệm vụ này nè. Nhiệm vụ này mức độ nguy hiểm là cao nha, cho nên là mình phải cẩn thận. Ok, bây giờ chúng ta đi nào. Nếu các bạn thấy video này hay thì nhớ cho mình một đăng ký, một like, một comment nha. Thì đây nó chỉ đường cong nhưng mà mình có kỹ năng bay 2 lần này. Bay 2 bậc cho nên là mình sẽ bắt qua. Đi tắt luôn, bay bay luôn. Không cần phải đi đường vòng. Đấy, 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 đấy. Đây bay ra được ta. Đến đây mà bay ra hàng rào được à. Được luôn. Ồ, không được, không được, không được. Ở đây nó có cái khe hở đi được nè. Ôi da, lửa cháy. Fuck. Rồi bên kia thì mình sẽ chờ xe này nó đi ngang đi. Ok. Mình thấy cái hàng rào này nó rào vập vô trong á thì mình bay được nha. Các bạn lưu ý cái hàng rào mà nếu nó rào hướng ra ngoài là chúng ta không bay vô được. Cố gắng bay coi. Vô được này nha. Ok. Chúng ta sẽ đi bắt cua luôn. Tìm một cái phi vụ này nó hơi khó khăn nha. Ở đây chúng ta bay lên được không? Bay lên đây không được sao? Cố lên coi. Bay được nè. Có thể là bây giờ. Ok. Đấy. Tới đây là có người thông báo rồi Reed, this time I needed to restore the natural balance in this city. A Valentino dropped the cop and has gone unpunished. You À, có một cái thằng giang hồ nó bắn chết cảnh sát nhưng mà nó chưa có bị bắt. Bây giờ mình cần phải giúp cảnh sát tiêu diệt cái thằng đó. Đâu rồi? Hình như là cái sân bãi này sân bãi của kẻ thù nha. Ok, bay lên rất là cao luôn nè. Mình thấy rồi nha, mình thấy rồi. Đồ mà nó có mấy thằng kìa. Mình thấy mình biên cho nó có bao nhiêu thằng. Mình sẽ biên nó cho nó có bao nhiêu thằng nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thằng này nên mình thấy khá nguy hiểm các bạn. Thằng này như là nó
nó có cái súng, nó có súng sniper nha, cho nên là mình suy nghĩ là mình sẽ xử thằng này trước đi. Nó xa quá đây nè, mình sẽ hack tụi nó để mà giảm sự kháng đạn của tụi nó. Giờ mình sẽ hack nó nha. 55 VD rồi, 7A 55 A 55 55 1C. Ok, thì mình đã tắt được hệ thống camera và sức kháng đạn của tụi nó. Bây giờ cái đối với thằng ở xe này thì mình sẽ dùng cái súng sniper nha. Mình sẽ xử nó. Ê, headshot rồi, nó chết rồi. Rồi mình núp vô đi, nó chưa nhìn thấy mình. Đó, bây giờ mình sẽ chơi. Mình sẽ chơi cái súng này. Ê, mình như còn thằng nào ta? Mình sẽ dùng cái súng này, súng bắn tự động, súng thông minh này nha. Đấy là như nó thấy mình là nó phát hiện mình sao rồi. Đây này. Bay xuống dưới, thấp, 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 thấp dễ chơi. Ok. Tao thấy mày rồi. Ôi da, té xuống đây rồi. Má té này leo lên được ta, leo lên. Ôi da, pha. Mẹ này khó chơi nữa này. Mình cứ té hoài. Lũ đạn. Chết mẹ mày đi. Ăn lũ đạn đi con. Chết mẹ mày nè. Lũ đạn đi. Tao có lũ đạn mình tâm. Lũ lên. Lũ đạn đó nè. Má cái súng này xa quá, nó cũng có nhắm nha. Uống máu cái đi. Kiểu này tao nhảy dưới tao chơi tụi bay luôn. Ôi da, chết không. Ôi ôi, đông quá, chạy lên lên má ơi. Chạy. Ở đây người dân đông quá nè, lạng quạng bắn lạc đạn, công an tới nó bắt cái mẹ. Đâu rồi, đâu rồi. Ôi bay đâu rồi. Lú ra, đây 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 đây. Đây đây đây. Mày chết mẹ mày rồi. Đây 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 đây. Súng này ngon, súng này tự nhắm gì là ngon. Chết rồi, chết rồi. Một thằng. Xong một thằng. Lại lụm súng của nó rồi. Như còn đứa nào núp đây đây. Lụm đồ của nó. Ê, không chơi súng này. Chưa chơi đâu, tao đang chơi súng súng mới mà. Ê! Áo! Mẹ mày nè. Cái súng tao lợi hại chưa? À, thấy rồi nấp nha, nấp nha. Một thằng nấp, còn một thằng nó ra một đứa đâu phải không. Mày có thấy cái này chúng nó bắn quá ngon bạn, nó dễ không cần có nhắm chính xác, chỉ là cho nó lọt vô cái ô vuông nó thôi là mặt sức bóp cò sức mẹ nó rồi. Mặc dù sát thương kém nhưng mà nó nhờ nhanh. Rồi mày chết. Nhưng mà chưa xong đâu, nó còn một thằng nữa. Mẹ cái thằng dân thường nữa vô đây làm người bắn chết nó, cảnh sát tới. Hai thằng, ai còn hai thằng. Đây đây đây. Má nó bắn trả lại kiểu ghê chưa. Nhìn nó ra nó đây là thấy bóng đó nè. Ôi da. Nó đứng bên trong, nó chưa ra. Thấy đó rồi nha. À, đứng đâu vậy? Ê, thấy mày rồi. Đấy. Ra đây. Lũ đạn nè. Bum, chết mẹ mày chưa? Nó chết rồi. Nó chưa chết nè. Tụi bay còn mấy đứa. Tao thấy mày nấp rồi nè. Hai đứa nữa nghe. Nấp con con. Ê, thấy rồi. Ê, đây nè, nó núp nè. Trời ơi, trời. Chưa chết hả? Kìa, chúng mày dở quá, chúng mày lũ đạn nè. Ăn đi. Tao biết mày đứng ngay góc nhà đó kìa. Thấy nó bị lửa cháy rồi, thấy không? Lũ đạn đó, lũ đạn lửa. Còn hai đứa bên trong đó kìa. Lũ đạn nè, trời đầu vậy con.
Đấy, cháy lửa này không? Lũ đạn nữa nè, trời đâu vậy? Có banh sát chưa? Mày không ra đâu. Tôi cho một cảnh thê thảm nữa. Đây đây, ta thấy rồi. Má ơi, như nó còn hai đứa phải không ta? À, đây 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 đây, hỉ mẹ mày. Chạy ra, chạy chạy chạy. Mày đứng đó đi. Mày cho chết. Anh sát. À má ơi, súng này hết đạn rồi. Được mẹ rồi. Dùng shotgun với nó đi. Hết mẹ rồi. Sao ta? Căng nha. Ôi ôi đông quá kìa, chết rồi. À đông kiểu này mà hết đạn rồi, chết rồi. Đây. Chính đạn lấy thôi. Chính đạn đây. Đây có đạn, chạy chạy. Má kiểu này không có đạn là chết. Đây. Ê lũ đạn kìa. Thôi thôi được rồi, thôi được rồi. Vậy thì mình sẽ chọi lũ đạn đó. Mẹ gì. Căng rồi. Đấy nhờ shotgun này. Nhờ shotgun cứu mạng đi. Đây 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 lụm đạn nè. Ê mẹ nó, tao đâu có vô xe. Con đĩ mẹ mày. Bấm lộn nó có vô xe, chạy chạy thôi. Trời ơi. Má cái xe đó. Làm hết hồn. Ơi căng quá. Thấy lượm được miếng đạn là chưa? Trời ơi, súng rifle không có miếng đạn nào hết trơn á. Rồi chết con nhỏ này nè. Đạn đập. Căng quá nha. Ý mẹ qua đây lặn bấm lộn nút nó lượm đạn. Ai là lượm đạn đó nè. Không có đạn nè, ok. Rồi ổn ổn rồi, ổn rồi. Mình suy nghĩ là mình nạp được mớ đạn rifle nữa rồi. Lấy súng rifle ra coi. Éo có. Rồi shotgun cho tiếp. Cái này không ổn rồi. Cái này là chơi lấy sniper ra chơi đi chứ sao vậy. Tí mẹ mày headshot rồi một thằng. Còn thằng nào nữa không? Nó la rồi, nó sợ rồi đó. Còn hai thằng phải không? Tao thấy mày rồi. Là súng hên quá, mình đã lượm được đạn xuống súng rifle rồi. Đâu rồi. Tình hình khẩn cấp quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy súng khác mình chơi được không? Đây này, cái súng này nè, con này súng này là đang rất là mạnh nè. Ok. Được nè. Tụi bay đâu? Nó bên đây phải không? Cú đạn nè. Ê! Nó chạy vô trong rồi. Thấy rồi, thấy mày là ý mẹ mày. Nó sắp chết rồi. Ơi! Ủa nó chết rồi. Ờ được quá. Còn thằng nữa. Súng này nhờ gần. Ê! Wow. Rồi xong. Cái súng này thì nó nhờ sát thương gần các bạn. Gần thì sát thương rất là mạnh. Đây. Như là còn nó nghe, nó nhạt như là còn nó nghe. Sát thương gần thì mình bắn nó rất là mạnh. Còn được đạn đó nè. Súng này không bắn tầm xa được thôi, nhưng mà nhờ sát thương gần thì nó quá đỉnh. Lụm đồ của nó thôi. Bây giờ mình sẽ tìm nhân vật là Jose Luis. Hình như là mấy cái camera này. Mấy cái camera này nó cũng nó phát hiện mình, nó nhìn mình thấy không? Đấy. Bây giờ bay xuống dưới.
Nhân vật đó đâu ta? Trong đây hả? Lượm đồ của nó đi, máy tính đó nè. Máy tính đó mình sẽ lấy tiền coi có không. Lấy mớ tiền nữa coi. BD7A9. BD7A9. E9 nè. Gì nữa đây? Lấy gì được nữa không? 1C nè. 1C55 BD. Ok, ta lấy tiền nó luôn nha. Đây nó có cái máy cũng lấy tiền được. Đây là còn thằng nào đó, mình nghe nó la la. Giờ mình sẽ lấy ngang số 3, E9. E9 là 1C. 1C. Còn cái này 7A lấy được không? 7A55 nè. 55 1C. Ồ, lấy được cái ngang kia luôn. 3 ngang luôn, ok, ngon lành. Rồi thì bây giờ tìm cái nhân vật. Nhân vật này ở đâu ta? Chỉ là một cái xác hay là còn sống không rõ nữa đây coi. Coi nó giấu ở đâu. Đây đây đây. Đường này đường vô. Khu vực này. Hình như là nó giấu trong phòng này hay sao? Ủa nó giấu ta ở chỗ nào ta? Ở trong đây. Để coi coi. Cái gì đây? Nón hả? Ôi nó giấu hồi nhỏ đó đâu ta? Jose. Mình nghe tiếng hình như là còn một thằng. Mày giấu Jose ở đâu? À đây này. Mày. Chết mẹ rồi. Chết mẹ, phải đổi súng mày. Ê. Mày. Ủa nó chết rồi. Ý mẹ mày. Thằng này là thằng nào đây? Ê, thằng này là đàn ông chứ không phải nữ. Jose Luis nè. Cái thằng này chính là cái thằng mà cảnh sát cần tiêu diệt đó các bạn. Ok. Lấy tiền nữa cái đi. Đấy, ngon lành. Cái thằng này là nãy nói là nó bắn cảnh sát rồi bỏ chạy á. Rồi bây giờ mình xong việc rồi. Mình sẽ rời khỏi chỗ này, nó có cái nhiệm vụ phụ là nó kêu mình. Nó kêu mình điều tra một cái nhưng mà mình không làm nhiệm vụ đó. Giờ mình đi khỏi nơi này thôi để mình làm công việc mới. It's B. Took care of Jose. Nice work. Rồi gặp đại ca nữa kìa. Nice work. Đại ca nữa rồi. Did you know after he killed that batch? Được rồi. Unfortunately, no. A mistake. Could have been a big payday for us. Chơi luôn. Đại ca ơi. Mày. Mất mẹ mày chưa? Má ơi, mày này mạnh. Ôi chạy. Ui, nó bắn. Mạnh quá. Mạnh quá. Trời ơi, nhém hết máu luôn rồi. Đây là thấy rồi, đúng em. Chết chưa? Trời ơi, chưa chết được kìa. Mày, rồi, chết rồi. Nó còn hai thằng nữa nha. Đây, đúng em. Trời ơi, nhém chết. Why do I always gotta be the one, huh? Không mày ơi đâu sắp chết rồi. Ủa nó chết rồi, không sao rất là may mắn nha. Mấy thằng này cũng mạnh quá. Ok thôi chúng ta đi tiếp nào, lượm đồ của nó thôi. Xe sang quá, giờ lấy xe của nó đi luôn.
Ok các bạn, bây giờ mình sẽ nâng cấp nè, mình được một điểm perk nè. Nâng cấp và súng Assault Rifle. Đây, cái này là giảm thời gian tải đạn nha. Cho súng rifle và súng súng ấy, Super Shin Gun. Ok. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ coi chơi. Hình như là ở gần đây nó có cái phi vụ gì như cảnh sát. Hình như là cảnh sát nó đang... cảnh sát cần mình hỗ trợ. Oh yeah. Ok. Mình sẽ qua đây mình giúp đỡ cảnh sát nha. Thấy chưa? Có một cái toán giang hồ nó đang núp lùm ở đây nè. À, ta thấy tụi bay rồi. Quá, wow, nó đông quá. Chơi lợi không ta? Má, nó chơi không lợi, quăng cho nó trái lựu đạn cho... quăng nó cho nó trái lựu đạn mà dùng shot lên. Lựu đạn thấy mẹ mẹ. Dĩ quá. Mẹ mẹ, lựu đạn đi. Ê, bắn trúng dân rồi, chạy. Má, nó có người dân trong đó nữa. Khổ ghê chưa? Bắn trúng người dân, nó báo cảnh sát ra dí mình. Xui xẻo quá. Á, à, cái bọn thường dân. Má vô đây hết đường chạy hay trời. Dám dí theo lắm mày nha. Không được, không được, không được. Ê, nó dí kìa. Chết mẹ rồi. Chạy thôi. Thấy không, nó mình tỉa theo thấy mẹ luôn kìa. Chạy hồi cho tắt cái sao luôn là mới thoát khỏi. Tắt chưa? À, làm ơn mất quán này chứ ơi. Chớp chớp rồi, chớp chớp rồi, sắp xong rồi, ok. Bọn nào nữa đây? Chắc mình bỏ cái phi vụ hồi nãy luôn quá. Tiếc quá, mình cũng tiêu diệt được mấy thằng, bây giờ mình coi gần đây có phi vụ gì. Thôi sẵn đây mình qua cầu luôn, mình qua bên đây luôn. Ok, mình sẽ sang bên đây luôn, 300m. Coi bên đây nó có cái vụ gì xảy ra đây. Và mình sẽ làm một cái chuyến là đi ra ngoài vùng nông thôn luôn các bạn. Quay lên đây được không ta? No, 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 no. Quay ra ngoài được không ta? Hy vọng là được. Quay lên đây kìa. Ok, mình sẽ bắt cua qua bên kia luôn được không ta? Bay qua cầu bên kia không? Không được thì mình bay đường này. Đây, được à? Suy nghĩ là có thể được. Bay! Được luôn, ok. Ngon. Được ta, lên đây luôn. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ bay lên đây kìa. Ok, ôi fuck. Không được, chạy một đoạn đây kìa. Hình như đằng ở đây mình thấy có một phi vụ gì đây. Chớp chớp nè. Thấy vụ gì đây? À, thấy rồi. Má, cái thằng... thằng này nó đang... nó bắn ai chết rồi nè. Tao sẽ cho mày một viên sniper thôi. Súng sniper của mình đâu rồi? Đây, 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 đổi súng, đổi súng. Ok. Mày dám ăn hiếp thường dân á, cho một viên ngay sọ não. Một viên. Rồi, còn hai thằng. Ê, à, nó đông quá. Nó đông nha. Ê, nó nhiều quá. Ba thằng hả? Ý mẹ ơi. Lũ đạn nè. Ý mẹ ơi, chết đi. Chết rồi, chết rồi. Má ơi, nó còn hai thằng nữa nè. Đây, 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 thấy mày rồi. Thấy mày rồi. Má súng mày lại hết đạn nữa rồi. Con ba nó. Tí mẹ mày, chết đi. Lũ đạn nè. Ăn đi con.
Ê, lũ đạn, lũ đạn đèn flash. Sắp mẹ mày chưa? Ý da. Mày sắp chết rồi. Ôi, nó chết rồi. Còn một hàng nữa. Lao đau đau lũ ra. Thấy này. Mày. Headshot rồi. Ôi, con nhỏ này nhỏ gái. Thôi, còn hàng nữa phải không? Mình thấy rồi. Đây đây đây, mày thấy mày này. Lũ đạn nè. Chết chưa? Te vas a la chingada conmigo. Ủa, nó còn thằng. Đâu ta? Như đây, 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 nó đứng đây. Đây. Đây, thấy rồi, thấy rồi. À, mày núp bên đây hả? Mình nhảy xuống mình chơi với nó luôn, sợ gì? Bệnh gì cử? Đụm đạn của nó luôn nè. Mày chết chắc. Pendeja, qué pinche jueguito es este? Al carajo, órale. Rồi, rồi, ok mày. 30 viên là đủ chơi với mày rồi. Mày đâu, mày đâu? Lũ ra. Mày núp đây hả? Núp, 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 núp. Ê, hai đứa, hai đứa, hai đứa. Ai chiquitita, no te la vas a pagar. Mẹ mày. Trời ơi, đâu ra nhiều vậy? Má ơi, đâu nhiều vậy ta? Mẹ nhảy xuống động ổ nó ra cái bầy luôn. Thôi chết rồi, cái súng này chỉ còn 2 viên. Rồi. Đây nè. Thôi chết rồi, thôi chết rồi. Súng không ổn rồi. Đây nè, không chơi súng này với mày thôi. Lú cái tay lên. Haha, bắn gãy tay nó chết luôn rồi. Mẹ đó. Thôi súng đi. Đây, 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 ok, ok. Mày đâu rồi? Lú ra. Lú ra đây. God grant me the patience to track down that puta. Chết mẹ mày. Chết mẹ mày. This is the road mẹ of fire and war. Má nó chưa chết rồi kìa. Rồi, chết chưa? Trời ơi trời, súng này. Headshot này, tí mẹ mày. Rồi, một thằng nữa. Má ơi, như nó còn 3 thằng nữa nha. Sufrimos muchas bajas. Khoan, không được, không được rồi. Lụm súng rồi đó, lụm đạn nó mới được. Wow. Rồi, mình coi cái súng súng rifle với có đạn chứ. Là xong rồi hả? Tăng về cấp 28 mà. Tụi nó chết hết rồi. Ê, còn hai thằng nó nghe chưa, nghe chưa, chưa đâu, chưa. Đừng vội mừng nghe, mới thấy. Đây, 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 mẹ mày dùng một phát súng, một sniper cho mày đi đời luôn chứ rồi. Chạy, chạy đây, nó trốn rồi. Đây, 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 nó đây, nó đây. I am the chupacabra. Mày, chết mẹ mày. Ôi, nó ngó kìa, chạy, chạy. Còn một đứa nữa. Ê, con nhỏ này xài kiếm mà mình không sợ. Rồi, xong. Rồi, lụm đồ của nó thôi. Ê, còn hai đứa nữa. Chạy, chạy luôn. Ô, má ơi. Wow. Má ơi, nhắm rồi chết rồi. Lũ quang, lũ đầu ra đó. Lụm đạn nó đi. Trời ơi trời, nhắm nó chết rồi. Chưa được, chưa được. Rồi, được 93 viên đạn đây. Ok, ngon. Giờ sao đây? À, nó đứng đó kìa. Thôi được rồi. Tao sẽ dùng một sniper với mày. Phát một lần lên đường. Đâu, 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 đâu. Đây, đây. Bắn cái tay mày nè, gãy tay. Gãy tay nè con ơi. Lú tay ra nha. Lú đầu ra rồi. Xong. Còn đứa nào nữa không? Chưa đâu nghe, màn hình còn đỏ là chưa đâu nghe, là chưa hết đâu nghe. Ê! Thấy rồi, thấy rồi. Ý
mẹ nó còn nữa. Chưa hết. Kill me first. Tí nè mẹ. Ấy. Trời đất ơi, nó dai quá vậy, nó núp bên đây nè. Mày. Vô, vô, vô rồi, vô, dính dính đòn rồi, nó dính đòn rồi. Vụ này mới xong rồi đó. Xong phim. Xong chưa? Đây nó thật cảnh báo là khu vực kẻ thù nha, mình cũng phải cẩn thận. Chưa chắc là tụi nó đã hết. Suy nghĩ là lần này là xong rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi lượm đồ của tụi nó. Rồi mình bây giờ là đến lúc mình sẽ chế một mớ đạn các bạn. À được nâng cấp rồi nè. Bây giờ mình sẽ nâng cấp reflex, nâng cấp thân thể reflex một cấp. Rồi còn hai điểm bớt này mình sẽ dùng cho cái súng gì đây. Mình sẽ dùng cái súng gì, reduce coil rifle. Cái này là giảm phản lực súng khi mình bắn bằng súng rifle và súng máy nha. Ok, còn một điểm nữa mình mua cho kỹ năng gì đây. Tăng sát thương của súng rifle và súng máy 5%. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến cái vị trí mà hồi nãy mình chọn đây. Nó đang xảy ra cái vụ gì ở đây. Khoan, trước tiên thì mình sẽ chế tạo một số đạn nữa. Coi mình sẽ làm một số đạn nữa nha. Đạn rifle nè, là cần nhiều hơn nè. Ok, coi coi bao nhiêu rồi. 484 viên là cũng ok. Còn lấy súng súng này thì cần ít đạn thôi, súng này tại vì đạn nó sát thương rất là lớn. Cho nên là không cần nhiều. Ui, cảnh sát. Quá trời vậy. Chạy tránh xa mấy thằng đó ra đi. Nguy hiểm lắm. Như là có cái vấn đề xảy ra trong cái khu bỏ chuột nữa rồi. Đây, để coi coi vụ gì xảy ra ở đây. Tụi cướp này á, là nó hay hoành hành ở trong mấy cái đường hẻm nhỏ nhỏ lắm. Tại vì trong đây là vắng cảnh sát, cho nên là tụi nó hay vô đây làm cái chuyện tào lao. Bây giờ mình sẽ bán một cái súng mình không cần thiết. À, súng này bán đi. Súng máy nè. Bán cái súng này luôn các bạn, bán đi. Mang nặng nề quá. Bán luôn. Ok. Đừng bấm 7 bán cái súng sniper này là đổ nợ nha. Ok, chúng ta đã nhẹ bớt rồi, chúng ta đi tiếp nha. Lần này chúng ta tới xem cái vị trí này nó xảy ra vấn đề gì cần mình giải quyết. Ôi dạ, má xe đụng rồi, shit. Where the hell are you driving? Ôi dưới sông kìa, vụ gì nữa đây? Có thể là một cái vụ cướp giết người rồi quăng xác xuống sông. Có thể lắm, tại vì nó diễn ra ngay bờ sông, mình đoán như vậy các bạn. Cũng có những cái vụ mà sát nhân kiểu đó đó. Đây rồi, thấy không? Regina John đã thông báo, trả lời cho. I heard some soldier just opened fire on pedestrians at the pier. If you can swing it, I want him stopped but not killed. Then I'll send the right people for him. More details are on the way. And V, good luck. Rồi, hiểu rồi. Bây giờ là cái thằng này á là muốn bắt sống. Không có muốn là bắn. Bây giờ mình để xem mình có bắt sống được này không. Nhưng mà kiểu này là mình phải lên cầu rồi hay sao ta? Má ngoài xa kìa. Vậy là phải lên cầu rồi. Khoan để mình coi cái vũ khí của mình có thể là trở thành một cái vũ khí mà không chết, bắn không chết không.
Tại vì nó có những cái vật phẩm gì đổ vô mà nó chỉ là cái súng bắn xỉu thôi chứ không chết. Không được rồi. Khoan, để vậy thì mình phải coi cái súng này có khả năng nào đổ cái nào vô bắn không chết không. Cái này cái gì đây? Pacifier. Mình hiện tại mình chưa có cái súng nào như vậy mà. Mình coi coi mình có cái không có rồi. Kiểm tra lại coi trong cái ba lô của mình có cái súng nào bắn không chết không. Để xem mình có chế tạo được không. Thật ra là nó có cái mod chế tạo là mình lắp vô cái súng của mình đó là mình sẽ bắn là không chết. Bắn chỉ bị sát thương thôi. Như vậy là ok. Bây giờ sợ là mình sẽ dùng một cái vũ khí khác các bạn ơi. Dùng cái vũ khí khác đi. Mình sẽ dùng dao hay dùng mấy cái cây nào. Mẹ rồi. Tại vì nếu mình bắn chết cái thằng đó thì là mình không có được điểm cao, không được tiền nhiều. Giờ mình sẽ chế cái công cụ gì. À, chế cây này được không? Non lý đồ đúng rồi, mình sẽ chế cây này nha. Ok. Rồi, mình sẽ lắp cái cây này vào. Sử dụng cái cây này để đánh nó. Ok, thay thế cho súng sniper nha. Rồi, để xem mình có đổ thêm cái gì cho cái cây này được không. Ok. Xác chết nè, vì là cái thằng này nó giết nhiều người rồi. Toàn là xác chết. Vậy thì nó nằm ở đâu? Find Cyber Psycho Empire. Cái thằng này nó bị điên, cái thằng Cyber Psycho này chính là cái thằng điên. Mà nguy hiểm quá. Mình suy nghĩ là mình phải cần nâng cấp cho cái cây vũ khí này được. Tại vì mình sợ đấu không lợi đó các bạn. Nâng cấp cho nó sát thương mạnh mạnh một xíu kìa. Đây rồi, đây rồi. Upgrade nó tí xíu nữa đi. Ok. Mày ở đâu? Thằng kia. Thằng điên kia mày ở đâu? Là khu này. Đây, đây khu vực của nó nha. Căng quá. Bây giờ mình sẽ dùng cái trái bom gì mà trội cho nó mờ mắt. Không có rồi. Mình sẽ chế tạo cái trái bom mà trội cho nó mờ mắt nè. Được không ta? Bơm này bơm điện. Cái bơm này bơm gì đây? Thôi không sao, cứ chơi nó, gặp nó cứ chơi nó đi. Đây mày đây rồi. Ủa? Mày người dân mà. Tao thấy mày rồi. Mày. Ý mẹ mày. Thằng điên ơi. Thằng điên. Chết mẹ mày, tí mẹ mày. Ây da, xong rồi. Dễ vậy. Mình tưởng là nó nguy hiểm lắm. Ai về hạ nó ao dễ dàng. Rồi bây giờ là mình sẽ đọc cái thông tin của nó coi. App type conversation can Masuda. No.
đâu rồi cái bản thông tin của nó đâu, có thể nhớ đâu. Đây đây nó đây hả? Được chưa ta? Rồi, search the area to collect information. Bây giờ mình sẽ tìm xung quanh khu vực này để mà thu thập thông tin nha. Sắp chết luôn nè. Như vậy là nó bảo mình phải tìm hiểu thông tin của mấy xác chết này. Chúng ta sẽ scan hết toàn bộ mấy cái xác này. Ê chưa, đúng rồi, đúng hướng này, hướng này. Ai đây? Xác chết giống như là một trưởng nhóm. Đây, xác chết quá trời luôn. Ok. Đủ thông tin chưa? Này ai đây ta? Ok, thì xong rồi, nghe mình tìm xong rồi. Bây giờ mình sẽ đọc một cái thẻ nhớ tên là Outside Conversation Hideyoshi. Ok, mình sẽ mở thông tin ra kìa. Hideyoshi Message Regina. Ok, mình sẽ gửi tin nhắn cho Regina. Regina. Ok, mình sẽ gửi tin nhắn cho con nhỏ này. Không dễ dàng đâu, nhưng mà ta đã bắt sống được nó. Ok, coi như nhiệm vụ lần này đã hoàn thành rồi các bạn. Coi như là cái thằng Cyber Psycho đó là bị xỉu thôi chứ không chết. Tại vì mình dùng cái vũ khí thô đó mà, không phải vũ khí bén. Ok, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ coi coi mình được bao nhiêu tiền rồi nha. Được 25.000 rồi. Và mình đã được tăng một điểm rồi. Tăng một điểm perk. Thì hiện tại thì mình sẽ dừng video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ cho mình một subscribe, một like và một comment nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.